Garmin Forerunner 165, mẫu đồng hồ thông minh hỗ trợ tập luyện thể thao mới nhất đến từ đại gia đình Garmin Forerunner. Có thể thấy rằng là với mức giá niêm yết của em nó là 6.690.000 đồng thì sản phẩm này được trang bị rất nhiều những công cụ để hỗ trợ cho việc theo dõi về sức khỏe và tập luyện thể thao. Nhưng nếu nhìn qua một chút nhá thì có thể thấy rằng là về tính năng của Forerunner 165 so với ở 265 có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng về mức giá của sản phẩm 265 này nó còn lên tới là 11.690.000 đồng cơ. Vậy thì giữa hai mẫu đồng hồ này có điểm gì khác biệt và sản phẩm nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bạn? Thì hãy cùng mình tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với An Tiến Studio. Điểm khác biệt thứ nhất đó chính là về mức giá và các phiên bản. Với phiên bản Garmin Forerunner 165 được Garmin đưa ra thị trường với hai phiên bản khác nhau, đó chính là phiên bản Forerunner 165 bản thường và phiên bản 165 Music. Điểm khác biệt ở đây thì phiên bản Music thì có thể hỗ trợ cho việc lưu trữ nhạc trực tiếp này và chơi nhạc trực tiếp ngay trên đồng hồ. Còn về phiên bản Garmin Forerunner 265 thì chúng ta cũng sẽ có hai phiên bản khác nhau, nhưng điểm khác biệt ở đây của chúng chỉ nằm ở phần kích thước mà thôi, đó chính là phiên bản 265S và phiên bản 265 thường ở đây. Về tính năng thì hai mẫu đồng hồ này hoàn toàn tương đương nhau. Còn về mức giá thì với chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 165 sẽ có hai mức giá khác nhau, đó chính là chiếc đồng hồ Garmin phiên bản 165 thường sẽ có mức giá niêm yết là 6.690.000 đồng, còn ở phiên bản Music thì chúng ta sẽ có mức giá là 7.990.000 đồng. Còn về phiên bản Garmin Forerunner 265 thì ở đây chúng ta sẽ có hai kích thước khác nhau, nhưng mà về mức giá chung sẽ có mức giá niêm yết sẽ là 11.690.000 đồng nhé. Điểm khác biệt thứ hai đó chính là về kích thước và màn hình. Với chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 165, mặc dù là sản phẩm này được đưa ra với hai phiên bản, nhưng mà em nó sẽ chỉ có một kích thước mà thôi, đó chính là kích thước 43mm. Còn về phía chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 265 Series thì chúng ta sẽ có hai kích thước khác nhau. Cụ thể là ở trên phiên bản 265S này thì sẽ có kích thước là 41mm, còn ở trên phiên bản 265 thường thì chúng ta sẽ có kích thước là 46mm. Cụ thể là với chiếc đồng hồ Forerunner 265S thì sẽ có kích thước màn hình là 1.1 inch, ở trên phiên bản 165 sẽ có kích thước là 1.2 inch, và phiên bản 265 thường thì sẽ có kích thước là 1.3 inch. Chúng ta cũng sẽ có một cái sự khác biệt về phần mặt kính bảo vệ màn hình của những mẫu đồng hồ này. Cụ thể là ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 165 thì chúng ta sẽ có dạng kính là cường lực hóa học dạng phẳng. Còn về phía chiếc đồng hồ 265S và phiên bản 265 thường thì chúng ta sẽ có cái phần thiết kế màn hình ở đây là dạng kính theo kiểu dạng vòm này, và là dạng kính Gorilla Glass DX. Vậy nên thì về cái khả năng chịu lực và chịu sức ở trên phiên bản 265 nó sẽ tốt hơn một chút so với kính cường lực hóa học có trên phiên bản 165 nhé. Nhưng cá nhân mình đánh giá thì về phần mặt kính ở trên chiếc đồng hồ 165 là dạng phẳng thì chúng ta cũng sẽ dán kính cường lực dễ hơn so với ở trên phiên bản 265 với dạng vòm. Còn về trọng lượng thì với những mẫu đồng hồ này thì chúng ta cũng sẽ có một phần khác nhau một chút, khi mà ở trên phiên bản 165 thì chúng ta sẽ có trọng lượng là 39g khi đã bao gồm cả dây. Phiên bản 265S thì sẽ có trọng lượng là 39g, còn ở trên phiên bản 265 bản thường sẽ có trọng lượng là 47g. Với trọng lượng phía trên thì đã bao gồm cả phần dây đeo rồi. Điểm khác biệt thứ ba đó chính là về thời gian sử dụng pin. Ở phần này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông số khác nhau. Cụ thể là với chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 165 thì các bạn có thể sử dụng lên tới là 11 ngày ở chợ thông minh. Còn về chế độ GPS ở ngưỡng tiêu chuẩn nhá thì có thể sử dụng rơi vào khoảng lên tới là 20 giờ. Trên chiếc đồng hồ phiên bản Garmin Forerunner 265S thì các bạn có thể sử dụng lên tới là 15 ngày ở chợ thông minh. Còn ở trên phiên bản Forerunner 265 thường thì có thể lên tới là 13 ngày ở chợ thông minh. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có rất nhiều các chế độ khác nữa, như là về chế độ định vị tiêu chuẩn này, hoặc là đa băng tần hay là băng tần kép chẳng hạn, cũng như là sử dụng nhạc trong quá trình sử dụng. Thì mình sẽ để một cái bảng thông tin ở đây để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và quan sát cũng như là so sánh các thông số giữa các mẫu đồng hồ này với nhau. Điểm khác biệt thứ tư đó chính là về tính năng sẵn sàng luyện tập, hay gọi là Training Readiness. Tính năng này thì chỉ có ở trên chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 265 mà thôi, còn ở trên phiên bản 165 thì chúng ta sẽ không có tính năng này. Đây là một tính năng rất hay và mang lại rất nhiều giá trị cho người dùng, khi mà nó sẽ theo dõi toàn bộ các hoạt động trong ngày của bạn, những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến sự sẵn sàng luyện tập của các bạn, như là về giấc ngủ ngắn hạn, giấc ngủ dài hạn, mức độ căng thẳng ngắn hạn, mức độ căng thẳng dài hạn, tải luyện tập của bạn trong 7 ngày gần nhất, và cuối cùng đó chính là thời gian phục hồi sau mỗi bài tập cường độ cao. Chiếc đồng hồ này sẽ dựa vào toàn bộ những thông số trên để đưa ra một con số từ 0 đến 100 để đánh giá về sự sẵn sàng luyện tập của bạn trong ngày hôm nay và ngay ở thời điểm đó luôn. Cực kỳ phù hợp để cho các bạn biết trước những bài tập về cường độ cao là hôm nay chúng ta có sẵn sàng để luyện tập bài như vậy hay không, nhằm mang lại được hiệu quả cao nhất trong quá trình luyện tập này, cũng như là giảm thiểu tối đa cái rủi ro bị chấn thương trong quá trình luyện tập. Thứ năm đó chính là về tính năng trạng thái luyện tập. Tính năng này thì hiện tại cũng sẽ chỉ có ở trên dòng sản phẩm Forerunner 265 Series thôi, chứ ở trên 165 thì không có tính năng này. Với tính năng này thì nó sẽ dựa vào rất nhiều các chỉ số, như là về chỉ số VO2max của bạn này,
rồi đội biến thiên của nhịp tim HRV cũng như là tải luyện tập của các bạn trong 7 ngày gần nhất để đánh giá rằng là với khối lượng luyện tập của các bạn trong khoảng thời gian vừa qua đang ở ngưỡng như thế nào. Chúng ta sẽ có rất nhiều các ngưỡng khác nhau như là ngưỡng thấp này, ngưỡng duy trì này và ngưỡng đạt đỉnh cũng như là ngưỡng quá tải. Một tính năng này có thể mang lại rất nhiều giá trị cho người dùng trong việc là giúp họ có thể hiểu rõ về những khối lượng luyện tập của bạn trong những ngày gần đây và đang ở ngưỡng như thế nào để các bạn có thể đưa ra những cái sự điều chỉnh phù hợp nhằm mang lại được hiệu quả luyện tập tốt hơn. Và điểm khác biệt thứ 6 đó chính là về tải trọng tâm và tải luyện tập. Với những tính năng này thì cũng sẽ chỉ có ở trên phiên bản 265 series thôi, chứ còn 165 thì sẽ không có nhá. Tải trọng tâm là một công cụ cho các bạn nhìn một cách chi tiết và khái quát về quá trình luyện tập của bạn trong 4 tuần gần nhất. Ở đây thì đồng hồ sẽ dựa chủ yếu về các vùng nhịp tim. Chúng ta sẽ có 3 vùng chủ yếu, đó chính là về yếm khí, hiếu khí cao và hiếu khí thấp. Về phần đồng hồ thì nó sẽ phân tích và cho các bạn biết rằng là với 3 vùng nhịp tim này thì các bạn nên điều chỉnh cái vùng nhịp tim nó ở ngưỡng nào thì sẽ là ở mức tối ưu. Thì từ đây chúng ta sẽ có những cái bài luyện tập cụ thể để giúp các bạn có thể đạt được ngưỡng tối ưu mà như đồng hồ đã đề ra. Và để có thể hiểu rõ về hiếu khí và yếm khí thì mình đã có một cái video review chi tiết cũng như là giải thích về những tính năng này, mình sẽ để ở link ở đây nhé. Tiếp đến đó chính là về tải luyện tập. Tải luyện tập sẽ là một công cụ bao quát cho các bạn hiểu rõ về quá trình luyện tập của bạn trong 7 ngày gần nhất. Mình lấy một ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ dàng dễ hiểu hơn nhé. Cụ thể là với chỉ số VMAX của bạn hiện tại đang ở ngưỡng 47 đi, thì tải luyện tập của bạn ở ngưỡng 500, có nghĩa là ở đây chỉ là ngưỡng duy trì thôi. Nếu như tuần hôm đó các bạn muốn tăng về chỉ số VMAX thì các bạn chỉ cần tập khi mà tải luyện tập của bạn lên cao hơn như là 600, 700 hoặc 800 thì chắc chắn là chỉ số VMAX của bạn sẽ được cải thiện. Còn về tuần hôm đó mà các bạn tải luyện tập của bạn dưới ngưỡng 500 như khoảng 300 hoặc 400 chẳng hạn thì chắc chắn là về chỉ số VMAX của bạn về khoảng 1-2 tuần tiếp theo sẽ bị giảm đi đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái công cụ của tải luyện tập có tên là tỷ lệ tải. Tính năng này sẽ so sánh về cường độ luyện tập ngắn hạn và dài hạn và cực kỳ hữu ích để có thể theo dõi được sự thay đổi về cường độ luyện tập của bạn. Điểm khác biệt thứ 7 đó chính là về Mighty Sport. Với chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 165 này thì em nó hoàn toàn có thể hỗ trợ tốt trong việc các môn tập luyện thể thao như là về chạy bộ, đạp xe và bơi lội. Có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể tập luyện 3 môn phối hợp cùng với chiếc đồng hồ này luôn. Nhưng với chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 265 thì em nó có thể tích hợp được 3 môn này trong cùng một công cụ luôn. Và với một cái thao tác rất đơn giản thì các bạn có thể chuyển từ chạy sang đạp, từ đạp sang bơi trong cùng một công cụ rất là thuận tiện. Còn với phiên bản 165 thì để có thể làm được điều này thì các bạn sẽ cần phải kết thúc quá trình luyện tập như là về kết thúc chạy chuyển sang bơi, kết thúc bơi chuyển sang chạy, nó sẽ hơi cồng kềnh một chút. Điểm khác biệt cuối cùng đó chính là về chip cảm biến. Với phiên bản Garmin Forerunner 265 thì chúng ta sẽ được trang bị chip định vị độc lập cùng với cái công nghệ định vị tối tân nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại, đó chính là đa băng tần GNSS. Với công nghệ này thì nó sẽ hỗ trợ cho việc theo dõi hoạt động ngoài trời của các bạn trở nên chính xác hơn, đặc biệt là trong những cái vùng mà có nhiều cây cối khi các bạn chạy trong rừng này, hoặc là ở vùng thành thị mà có nhiều nhà cao tầng chẳng hạn, thì phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu của GPS. Ở trên phiên bản Forerunner 165 thì nó sẽ không có công nghệ định vị đa băng tần mà sẽ chỉ có cái công nghệ là toàn bộ hệ thống. Với toàn bộ hệ thống thì chỉ kích hoạt được 4 định vị thôi nhá. Còn đa băng tần lên tới 6 định vị khác nhau. Và các bạn có thể thấy cái biểu đồ ngay bây giờ thì có thể thấy rằng là với phiên bản Garmin Forerunner 165 thì ở những cái điểm mà có nhiều cây cối thì phần nào đó nó cũng sẽ có một chút sai số về phần bản đồ GPS vẽ. Còn ở trên phiên bản 265 thì có thể thấy rằng là cái đường vẽ rất là đẹp, nó đẹp hơn, nó chi tiết hơn so với ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 165 này. Phần thứ hai về chip cảm biến đó chính là về la bàn này, rồi khí áp kế và đo độ cao. Mặc dù là trên 165 thì chúng ta cũng sẽ có chip cảm biến về đo độ cao để hỗ trợ cho việc tập luyện về trail running. Nhưng để có thể sử dụng được chip cảm biến đo độ cao này thì các bạn sẽ cần phải truy cập về công cụ chạy bộ có ở trên chiếc đồng hồ này nhé, chứ nó sẽ không ở bên ngoài. Còn về phía chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 265 thì với công cụ về các chip cảm biến như là về la bàn này, rồi khí áp kế này và đo độ cao thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng ngay bên ngoài luôn mà không cần phải truy cập về công cụ chạy bộ. Điều này nó sẽ cực kỳ thuận tiện dành cho những ai mà thích đi leo núi này, đi picnic hoặc là đi bộ đường dài thì chúng ta sẽ không cần phải truy cập vào công cụ luyện tập mà vẫn có thể theo dõi được về cái sự thay đổi về khí áp kế, về phương hướng này cũng như là đo độ cao của các bạn ở thời điểm hiện tại. Và vừa rồi là toàn bộ những điểm khác biệt chính và nổi bật nhất giữa hai mẫu đồng hồ Forerunner 165 series và 265 series. Hy vọng là với những thông tin trên cũng để giúp các bạn lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bạn. Và tất nhiên là cả hai dòng sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.